And all the people say, yo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Vinh. Thì mình biết là tình hình hiện nay nó đang rất là căng thẳng về dịch bệnh COVID-19 rồi. Và mình nghĩ là mọi người vẫn đang khá là lo lắng và sợ sệt giống như mình vậy. Hiện tại thì mình đang ở Canada. Ngày hôm nay hồi sáng mình mới check và mình đã coi thử là số ca nhiễm của Canada nó ra bao nhiêu thì Canada đã có hơn 6.000 ca nhiễm coronavirus rồi, khá là căng thẳng nha. Và hiện nay mình đã ở nhà hơn 3 tuần rồi, cũng khá là chán, nhưng mà bắt buộc thôi, mọi người phải có một tí ý thức thì dịch bệnh này nó mới trở nên gọi là tốt lên. Đến với chủ đề chính ngày hôm nay, mình biết mọi người đã và đang ở nhà khá là lâu rồi, một tuần hoặc 2 tuần, có người thì 3 tuần. Và dĩ nhiên là một số bạn sẽ gọi là rất là khó chịu với cảm giác ở nhà, rất là chán nản, không thể đi tập được và mọi thứ. Thì điều này có một phần gọi là mình cũng khá là khó chịu, nhưng mà đơn giản là các bạn nên biết, nếu mà các bạn dành cho cơ thể của các bạn một thời gian nghỉ như là 1 đến 2 tuần, thì khi mà các bạn quay lại, những cái muscle tissue bị breakdown của các bạn trước đó nó sẽ được hồi phục rất là kỹ. Và khi mà các bạn quay lại, các bạn sẽ lấy lại được nó rất rất là nhanh luôn. Nhưng có một điều là mình vẫn chưa biết là tình hình dịch bệnh này khi nào nó mới kết thúc được. Và khi mà các bạn nghỉ quá lâu như vậy thì mình sợ là cái mobility và cái cardiovascular của các bạn sẽ bị giảm đi. Vì cái lý do đó nên ngày hôm nay mình sẽ làm một video về cái warm up routine, là một cái chuỗi bài tập về warming up của mình trước khi tập. Mình sử dụng cái chuỗi bài tập warm up này cho những ngày tập luyện, đồng thời kể cả những cái ngày off day mình vẫn sử dụng nó để cái mobility của mình luôn luôn nó được cải thiện. Và khi mà các bạn vào những cái bài tạ chính như là bench, squat, deadlift, các bạn sẽ thấy một cái gọi là cái sự linh động và cái sự chuyển động của cơ thể của các bạn nó sẽ cực kỳ cải thiện luôn. Và mình recommend là các bạn nên theo một cái plan của warm up này và hãy thực hiện một cái chuỗi bài tập warm up này một cách đàng hoàng nhất có thể nha. Thì khi mà các bạn bắt đầu một cái trận chiến thì đương nhiên một trận chiến tốt lúc nào đó cũng phải có một sự chuẩn bị bắt đầu tốt cả. Nên đừng bao giờ bỏ qua cái kỳ warm up này. Và let's go. Treat them right. Put your finger right in his face.
to be. Your friend said that you left me. I'm glad that's what you believe. All my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye bye. I'm too fly. Thì đó cũng là một cái chuỗi warm up mà bình thường mình tập trong suốt những cái buổi tập, và mình mong là các bạn sẽ thực hiện nó một cách cực kỳ nghiêm túc, at least là nghiêm túc. Ok, thì nếu mà thích video này hãy nhấn like hay thì share, comment ở bên dưới nếu mà các bạn có thắc mắc. Đồng thời các bạn muốn mình làm những chủ đề gì cho những video tiếp theo thì hãy comment bên dưới nhé. Và ok, hẹn mọi người lại ở video tiếp theo.